Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Xe Hoa. Hôm nay CBiz sẽ có những thông tin mới và hot nào thì hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Đã là một người diễn viên thì ai cũng muốn có nhiều vai diễn đa dạng và ấn tượng để ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tuy nhiên dù có muốn đa dạng các vai diễn đến đâu thì nhiều diễn viên vẫn bị khán giả đóng khung cho một kiểu nhân vật và cảm thấy họ chỉ hợp với những nhân vật như thế này. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những kiểu vai hợp với sao Hoa ngữ. Thứ nhất, Dương Dương, nam thần tài giỏi. Gương mặt điển trai và có chút thư sinh của Dương Dương khiến anh như một nam thần bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Chỉ vì hình ảnh hoàn hảo như vậy nên Dương Dương rất hợp đóng những vai soái ca tài giỏi, giống các nhân vật anh từng đóng là Tiêu Nại trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Diệp Tu trong Toàn Chức Cao Thủ, Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Mà nhân vật thêm tính cách trầm tĩnh nữa thì càng mang đến sức hút cực lớn khiến các khán giả nữ mê như điếu đổ. Thứ hai, Địch Lệ Nhiệt Ba, minh tinh nổi tiếng. Địch Lệ Nhiệt Ba từng có 3 lần đảm nhận vai minh tinh, đó là trong các phim Người Tình Kim Cương, Phanh Nhiên Tinh Động và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Sở hữu gương mặt xinh đẹp sắc sảo, hình thể hoàn hảo cùng thần thái ngút ngàn, Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự rất hợp với những vai nữ minh tinh nổi tiếng, kiêu kỳ và sang chảnh. Hơn nữa vì vai minh tinh chính là nghề nghiệp ngoài đời thực của Địch Lệ Nhiệt Ba nên thấy diễn xuất của nàng mỹ nữ tương cương rất ổn áp và được khen ngợi. Thứ ba, Tôn Lệ, mỹ nhân hậu cung. Sở dĩ Tôn Lệ hợp với những vai diễn mỹ nhân hậu cung là vì cô ấy từng quá thành công với bộ phim Cung Đấu Chân Hoàn Truyện. Sau Chân Hoàn Truyện, Tôn Lệ lại tiếp tục tham gia dự án cung đấu khác là Mị Nguyệt Truyện. Tuy bộ phim này gây ra nhiều tranh cãi nhưng vẫn rất nổi tiếng. Nhìn một Tôn Lệ thông minh tài giỏi trong phim cung đấu cộng thêm những màn hắc hóa đúng là đỉnh cao nữa, nên vẫn mong muốn cô ấy đảm nhận vai mỹ nhân hậu cung. Thứ tư, Trương Hàn, tổng tài bá đạo. Trương Hàn mang đến hình tượng một nam thần điển trai trầm tĩnh toan lên sự tài giỏi bá đạo. Trong sự nghiệp, Trương Hàn cũng đóng rất nhiều vai tổng tài bá đạo lạnh lùng tài giỏi và đúng là anh rất hợp với kiểu vai như thế này. Vai tổng tài bá đạo giúp sự nghiệp của Trương Hàn lên đỉnh cao nhưng cũng khiến anh tụt dốc không phanh. Trương Hàn hợp với vai tổng tài bá đạo thật đấy nhưng anh ấy không thể đóng mãi vai này suốt cả đời được, vẫn nên chuyển hình thì tốt hơn. Thứ năm, Lưu Dược Phi, mỹ nhân xinh đẹp. Ấn tượng ban đầu về Lưu Dược Phi chính là cô ấy quá xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh cao thoát tục như tiên nữ. Đảm nhận vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Lang Bát Bộ và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Dược Phi cũng được tặng cho danh hiệu Thần Tiên Tỷ Tỷ. Có một gương mặt hợp với cổ trang đến như vậy, nên Lưu Dược Phi thường được khán giả khuyên đóng những vai đại mỹ nhân không có nội tâm quá phức tạp, và kiểu vai thế này giúp Lưu Dược Phi che được diễn xuất không tốt của mình. Thứ sáu, Lạc Vân Hy, Thành Nghị, mỹ nam số khổ. Lạc Vân Hy và Thành Nghị đều là những sao nam nổi lên nhờ các vai số khổ, bị ngược tơi bời hoa lá từ đầu đến cuối. Với tiền đề là Hương Mật Tựa Khói Xương và Lưu Ly, thế là Lạc Vân Hy cùng Thành Nghị dần bị đóng khung với kiểu vai mỹ nam số khổ vì hình tượng mà họ mang đến có chút mong manh sầu thảm. Chính vì quá hợp với những kiểu vai số khổ thế này nên các nhà sản xuất rất thích mời Lạc Vân Hy và Thành Nghị đóng phim cổ trang ngược, dù hợp đấy nhưng có hơi một màu, vẫn nên thay đổi thì hơn. Thứ bảy, Đạt Tùng Vận, Ngô Thiến, nữ thần thanh xuân. Nếu Lưu Dược Phi có nhan sắc hợp với những vai đại mỹ nhân thì vẻ trong sáng của Đàm Tùng Vận và Ngô Thiến khiến nhiều người nghĩ họ rất hợp trở thành nữ thần thanh xuân. Bạn nào để ý đến Đàm Tùng Vận và Ngô Thiến thì sẽ biết hai người họ đều từng đảm nhận khá nhiều vai nữ sinh trong các bộ phim thanh xuân. Dù đã ở ngưỡng tuổi 30 nhưng vì quá trẻ trung và gương mặt vẫn baby nên họ vẫn được mời đóng vai thiếu nữ. Chỉ là gương mặt thanh xuân quá khiến cho họ khó mà truyền hình dễ dàng được. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Top Xe Hoa ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like, share và ủng hộ bọn mình bằng cách ấn nút follow các bạn nhé. Còn bây giờ Thu Hoàng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.